Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube Tổ Trinh Terrace Garden. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn làm phân hữu cơ. Cái này là phân hữu cơ bằng trứng. Nguyên liệu mình thì ở nhà mình có sẵn rồi, mình không cần phải mua. Ở nhà mình có sẵn rồi thì mình chỉ có vô trong bếp kiếm nguyên liệu. Rồi mình sẽ chia sẻ cho mọi người xem. Chờ mình chút xíu, mình đi vô bếp mình lấy. Rồi ok. Nguyên liệu gồm có trứng. Mình làm bằng trứng này, là hột vịt, hột gà gì cũng được, không có sao. Đây là bột ngọt, bạn muốn mua hiệu nào cũng được. Đó, đây là bột ngọt, bạn muốn mua hiệu nào cũng được, không có quan trọng. Rồi cái này thì là sữa chua. Sữa chua, cái này là mình mua trong siêu thị á, sữa mà chua chua mình uống á. Gồm có đường, cái này đường cát. Đó thì nguyên liệu thì có bằng này thôi, trong nhà bếp mình có sẵn. Rồi mình sẽ làm cho chia sẻ cho mấy bạn xem cách làm như thế nào. Ok, chưa hết là mình phải đập trứng này ra. Hai trứng. Ba trứng. Và bốn trứng. Rồi cái giỏ trứng này, mấy bạn cái dục nó. Mấy bạn mang đi phơi. Phơi cái lâm nhuyễn ra. Dải vô cái những cái gốc cây á, nó rất là đẹp. Nó làm cho rất là tốt. Tốt cây, tốt rễ. Rồi sau tiếp theo thì mình đánh nó lên. Rồi trứng thì mình đánh lên. Đánh cho nó tan luôn. Rồi tiếp theo, cái này là bột ngọt này, mình lấy của bà má mình ở trong nhà bếp. Còn cái này thì cái mới thì mình đã bồi thường vào xong. Cái này là bột ngọt, mình để 2 muỗng. 1 2 3 đi. 3 muỗng đi. Nó xịn sò một chút. Rồi cái này là nước đường, đường cát. Đây. Mình để 3 muỗng với nhau. 1 2 3. Rồi mình đánh lên. Đấy, mình để bột ngọt vô là nó cho nó nuôi rễ nó nuôi rất là tốt luôn với bột ngọt. Nó làm cho nở hoa đẹp nữa. Rồi, các bạn thấy không? Hình như vậy. Rồi sau đó mình để cái sữa này vô, sữa này là sữa chua. Cái hiệu gì cũng được. Mà hiện nào rẻ nhất trong bỏ là mình mua cái đó. Nó uống rất là chua. Trước khi mình làm nó, mình đừng có để trong tủ lạnh, để ngoài. Đây, mình để vô luôn. Mình đánh nó lên. Rồi bây giờ mình sử dụng một cái chai như vậy, chai nước á. Mình sử dụng cái quẳng. Còn miền Bắc thì là kêu là cái phếu.
cho mình đổ hết trong này. Rất là dễ làm luôn. Các bạn thử làm thử xem rồi cách sử dụng thì mình sẽ chia sẻ cho mấy bạn xem. Rồi mình đậy nó lại, mình đậy thật chặt lại, cái mình lắc nó, mình lắc nó cho nó nứt, cho đường cát với bột ngọt nó hòa tan hết. Để bạn lắc mà mạnh tay thôi, không có sợ. Cái này là phong hô cơ làm trứng. Cách pha chế rất là đơn giản mà rất là tốt cho cây. Nó rất là rẻ tiền. Vậy cứ lắc thử, lắc nhiều vô. Khi nào mà mấy bạn thấy ở dưới này nó hết nước đường á, hết nước đường với hết bột ngọt là ok. Giờ hôm nay gió rất là nhiều. Rồi xong. Rồi cái này đó, bạn mở nắp ra. Mở nắp ra hở hở này, đừng có đập đóng chặt. Tại vì trứng thì nó sẽ có gas. Gas thì nó sẽ nở lên, thì nó sẽ nổ. Thì tốt nhất là mình mở ra chút xíu này cho nó ra hơi. Rồi sau đó đó cái mình đi để ở chỗ mát. Trong 3-7 ngày là mình sử dụng được rồi. Thì 7 ngày sau thì mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng như thế nào cho mấy bạn xem. Rồi chưa hết là bây giờ là mình mở ra nhẹ nhẹ, đừng có đóng chặt lại, mình mở hở ra vậy đó, còn lắm vậy giờ mình để ở mát. Chúc các bạn thành công. Bye bye, hẹn các bạn lại video kế tiếp. Rất đẹp luôn, mai ra hửi cả. À, mùi không có gì hết, rất thơm. Còn cái giỏ trứng này đó thì mình mang đi phơi xong cái mình sẽ giã ra cho nó nát ra thì mình để vô trong mấy gốc cây. Bye bye.